Xin kính chào toàn thể tất cả các bác đã đến với kênh YouTube Đồ Chơi Thanh Huyền. Video đây Đồ Chơi Thanh Huyền sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em đồ cơm Tiger 1 lít với mã JKP gạch ngang G các bác nhé. Và em này thì chúng ta thấy rằng là em nó sau khi cắm điện vào thì chúng ta thấy nhấp nháy cái đồng hồ này, thì chúng ta sẽ chỉnh cái đồng hồ này trước. Đó. Đồ Chơi Thanh Huyền sẽ hướng dẫn các bác cách chỉnh đồng hồ và bằng cách là ấn nút giờ này. Đó. Về giờ hiện tại của Việt Nam mình các bác nhé. Vì hôm nay đã hết pin rồi nên là sẽ không nhớ lại giờ nữa. Sau khi chọn này chúng ta sẽ ấn nút menu để tắt cái hình đồng hồ đi. Vậy là nồi đã nhớ được cái giờ hiện tại của Việt Nam mình rồi. Và nồi mặc định ở chế độ nấu eco tiết kiệm điện, chúng ta ấn nút nấu đây. Đó. Tắt đi. Chúng ta sẽ nhìn rất là kỹ ở bên trong cái màn hình này. Bây giờ Đồ Chơi Thanh Huyền sẽ hướng dẫn các bác bên trong màn hình này có những cái chế độ gì nhá. Ấn nút menu này, về gạo trắng này. Và chúng ta thấy rằng về chế độ nào thì cái chữ của chế độ đó sẽ nhấp nháy, chúng ta chỉ việc ấn nút nấu thôi. Bên cạnh gạo trắng đó, chế độ nấu cơm ngon nhất của nồi là cái thứ ba, cái hình thứ ba, chữ thứ ba này, và ấn nút nấu thôi. Thì chế độ nấu ngon nhất này thì cơm sẽ ngon hơn cũng như là nấu sẽ lâu hơn các bác nhé. Rồi ở đây tiếp theo đây là chế độ nấu cơm, chế độ nấu cơm rời các bác nhé. Bác nào muốn ăn cơm rời hơn đấy để chúng ta có thể ra cơ chẳng hạn thì chúng ta sẽ chọn về cái chế độ thứ 4 đây và ấn nút nấu thôi. Tiếp theo, hàng ngang trên cùng, chữ cuối cùng đây chính là chế độ đầu nhanh. Chế độ đầu nhanh thì tầm khoảng 30 phút là sẽ xong nồi cơm thôi. Vì em đây là một cái em nồi cơm cao tần áp suất, cơm sẽ rất là ngon. Tiếp theo, hàng thứ hai là cơm trộn kiểu Nhật này, xôi này, cháo đây, gạo lứt này, gạo lứt ga 3, gạo hỗn hợp. Gạo hỗn hợp đây là trộn các loại đậu với nhau rồi các bác. Đó. Và ngoài cùng đây là chế độ đầu ăn. Chế độ đầu ăn này có thể là dùng để ninh hầm hay là đun nấu cái gì đó. Và tất nhiên là ninh hầm thì nó không thể là nhừ như là cái nồi áp suất chuyên hầm các bác nhé. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái chế độ này, tăng giảm thời gian đây. Mỗi lần ấn nút giờ là tăng, mỗi lần ấn là tăng 5 phút. Nút phút là mỗi lần ấn là sẽ giảm 5 phút, tùy vào thời gian chúng ta muốn nấu ăn thôi. Tiếp theo, đây là chế độ lên men làm bánh các bác nhé. Lên men bánh đây, chế độ nướng bánh đây. Đó. Vậy là em này có thêm cả chế độ làm bánh cho các bác luôn. Chị em nào mà muốn làm bánh có thể dùng cái nồi này. Ngoài ra em nó có một cái chế độ chỉ riêng để chế độ vệ sinh nồi. Chúng ta có thể chọn để vệ sinh nồi sạch sẽ hơn. Đó, có chữ áp suất này, hiển thị luôn cho các bác luôn nhé. Và trong cái bảng menu này Đồ Chơi Thanh Huyền đã dịch tất tần tật cho các bác rồi. Và chúng ta thấy rằng có một cái nút ở bên ngoài, cái nút này Đồ Chơi Thanh Huyền không dán dây tiếng Việt, đây chính là chế độ nấu cơm cháy. Nhưng chúng ta thấy rằng là khi ấn vào đây không hiển thị gì hết, mà chúng ta phải chọn menu về chế độ gạo trắng là cái chế độ thứ hai này, cái chữ thứ hai từ trái sang phải hàng đầu tiên. Ấn chữ cơm cháy thì chúng ta thấy hiển thị chữ cơm cháy ở đây, thì chúng ta sẽ nấu được ở chế độ gạo trắng cơm cháy các bác nhé. Ngoài ra nếu như chúng ta chuyển sang chế độ khác thì là nồi sẽ không nhận lệnh cơm cháy đâu ạ. Ví dụ như chọn sang nấu ngon này cũng không có, không có chữ cơm cháy ở bên dưới nữa. Và muốn tắt chế độ cơm cháy đi thì chúng ta sẽ chọn về gạo trắng và ấn nút cơm cháy một lần nữa thì sẽ không xuất hiện chữ cơm cháy này nữa, đúng không ạ? Rồi, và ủ hầm nóng đây, sáng đèn tức là đã nhận lệnh. Ngoài ra thì em nó có cái chế độ là chế độ hẹn giờ sẽ nấu xong cơm. Các bác lưu ý nhé, hẹn giờ cơm nấu xong chứ phải hẹn giờ bắt đầu nấu cơm. Nên là chúng ta có thể lựa chọn, ví dụ như chúng ta muốn làm 19h20 có cơm chẳng hạn thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thời gian. Điều kiện tiên quyết là thời gian của nồi, cái đồng hồ sẽ về giờ hiện tại của Việt Nam mình đã, và ấn menu chọn về chế độ chúng ta muốn nấu. Ví dụ như chúng ta muốn nấu ở chế độ đầu con này, cái thứ ba này, và ấn hẹn giờ này, hẹn giờ 1 này, hẹn giờ 2, thì chúng ta sẽ tăng giảm thời gian vào đây. 19h20 là buổi tối các bác nhé. Còn nếu là sáng thì sẽ không có thêm số 19 nữa, số 10 đứng trước nữa. 20 đây. Và ấn nút nấu. Sau khi ấn nút nấu chúng ta thấy rằng là nồi không sáng đèn nút nấu mà là sẽ sáng đèn ở cái nút hẹn giờ này, tức là nồi đã nhận lệnh ở hẹn giờ nấu chế độ cơm ngon. Chế độ cơm ngon này. Và 19h20 sẽ có cơm ăn cho chúng ta, đúng không ạ? Và trên đây Đồ Chơi Thanh Huyền đã hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể cho các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Tiger với mã JKP gạch ngang G. Nếu như chúng ta đang sở hữu một cái em nồi cơm đúng mã như thế này mà chưa biết cách sử dụng
tất tần tật các chế độ nấu vào rồi thì chúng ta hãy nhắn tin qua Zalo, đội Thanh Huyền sẽ gửi miễn phí cho các bác cái bản dịch tiếng Việt của cái em nồi cơm này, kể cả là cái nồi cơm không mua tại đội Thanh Huyền các bác nhé, vì đội Thanh Huyền đây là một cái cam kết của đội Thanh Huyền gửi tới tất cả các bác yêu hàng Nhật đó. Và ngoài mẫu này ra, đội Thanh Huyền còn rất nhiều cái video hướng dẫn chi tiết cụ thể khác nữa về các dòng nồi cơm modern khác nhau. Mời các bác liên hệ qua Zalo để có thể được gửi video chi tiết cụ thể của cái modern nồi cơm của nhà mình, hoặc các bác có thể vào kênh YouTube Đồ Nhật Thanh Huyền, danh sách phát hướng dẫn sử dụng nồi cơm Nhật để chúng ta có thể tự tìm cái mẫu nồi cơm của nhà mình mà Đồ Nhật Thanh Huyền đã up cái video hướng dẫn sử dụng lên các bác nhé. Và nếu như chúng ta mà chưa có một cái chưa biết cách sử dụng cái nồi cơm của nhà mình thì chúng ta hãy comment ở phía dưới, comment ở phía dưới video này để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ up cái bản video hướng dẫn đó lên cho các bác, để chúng ta có thể biết cách sử dụng tối đa các chế độ nấu của nồi cơm Nhật, dù người Việt nhưng vẫn biết sử dụng nồi cơm Nhật các bác nhé. Và video thì xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn các bác đã xem, đã ấn nút like cũng như là ấn chữ đăng ký để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh Đồ Nhật Thanh Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video chia sẻ khác nữa.